Trang phục Armani luôn được may đo với phong cách Italy đơn giản mà sang trọng, tôn vẻ tinh tế và lịch lãm của người mặc lên đến đỉnh điểm. Bên cạnh đó, Armani cũng đưa thời trang của mình gần gũi hơn bằng cách chia sản phẩm thành nhiều dòng phân khúc nhỏ, nhắm đến những đối tượng khách hàng khác nhau. Trang phục của nhãn hàng Armani luôn được may đo với phong cách Italia đơn giản mà sang trọng, tôn vẻ tinh tế và lịch lãm của người mặc lên đến đỉnh điểm. Bên cạnh đó, Armani cũng đưa thời trang của mình gần gũi hơn bằng cách chia sản phẩm thành nhiều dòng phân khúc nhỏ, nhắm đến những đối tượng khách hàng khác nhau. Armani Pride là thương hiệu thời trang haute couture xa xỉ của Armani. Dòng sản phẩm này hướng tới những khách hàng sẵn sàng bỏ hàng chục ngàn đô la Mỹ cho một bộ suit. Sử dụng những chất liệu cao cấp nhất, thậm chí là đến kim cương đá quý như chi tiết trang trí. Những mẫu thiết kế Armani Pride tinh xảo đến từng đường chỉ, thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật cắt may và đẳng cấp thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Nếu như Armani Pride chỉ dành cho biểu diễn hay đại tiệc, thì nhãn hiệu thời trang cao cấp Giorgio Armani mang tên chính người sáng lập thương hiệu, thường được trình diễn trong bộ sưu tập Ready to Wear mỗi mùa thời trang, bao gồm quần áo, phụ kiện, mắt kính, mỹ phẩm và nước hoa. Với những thiết kế mang hơi thở cuộc sống thượng lưu, giá thành thấp hơn một chút so với dòng Armani Pride, nhưng cũng chỉ dành cho tầng lớp đại gia hay các siêu sao. Sản phẩm của nhãn hiệu Giorgio Armani với biểu tượng chữ G và A ghép cộng thành một hình tròn chỉ được bày bán trong các boutique, các store, trung tâm thương mại độc quyền của thương hiệu. Do đích thân ông vua thời trang Giorgio Armani làm thiết kế chính, các bộ sưu tập của nhãn hiệu trung thành với những đường cắt may tinh tế trên những tông màu nhẹ nhàng và trung tính, tôn lên nét đẹp lịch lãm và sang trọng đúng chất thời trang Italia. Emporio Armani, nhãn hiệu thời trang chất lượng cao của dòng sản phẩm luxury, tập trung bắt kịp và thể hiện mọi xu hướng hiện đại xanh điệu nhất. Trong tất cả các dòng thời trang ứng với từng phân khúc của Armani, chỉ có nhãn hiệu Giorgio và Emporio được chính tay nhà thiết kế lừng danh Giorgio Armani đảm nhiệm thiết kế chính.
Phong cách thời trang của Emporio Armani trung thành với sự đơn giản và những gam màu trung tính, nhã nhặn, thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật cắt may. EA Seven, Giorgio Armani đã hợp tác với Reebok, công ty con của hãng thời trang thể thao Adidas, để tạo ra dòng sản phẩm giày thời trang với thương hiệu EA Seven. Seven là nhãn hiệu thời trang chuyên dành cho các hoạt động thể thao với những bộ sưu tập quần áo, phụ kiện, giày dép và những vật chuyên dụng cho người ưa thích thể thao. Sản phẩm có giá dao động từ trung bình đến trên trung bình một chút, không quá cao, đối tượng khách hàng khác nhau vẫn có thể lựa chọn cho mình những món ưng ý. Đúng như tên gọi, Armani Jean tập trung các sản phẩm liên quan đến denim, thiên về trang phục casual, gần gũi với bộ phận giới trẻ hơn, cùng mức giá tầm trung, hướng đến bộ phận khách hàng phổ thông. Không được chính Giorgio Armani thiết kế, nhưng có lẽ chính vì vậy mà những bộ sưu tập Armani Jean mang phong thái hoàn toàn khác, tươi mới, tràn đầy sức sống tươi trẻ và phóng khoáng phá cách. Armani Junior là nhãn hiệu thời trang cao cấp dành cho trẻ em từ sơ sinh đến tuổi teen của Giorgio Armani. Với những thiết kế sáng tạo, màu sắc tươi sáng và chất liệu cao cấp, đồng thời có mức giá không quá cao, Armani Junior rất được lòng các bậc cha mẹ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Armani Junior cũng không dành cho đối tượng thu nhập trung bình. Armani Collezioni, trước đây là Giorgio Armani Le Collezioni, là một nhãn hiệu nhỏ của thương hiệu Armani. Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao của thương hiệu, có giá thấp hơn nhiều so với nhãn hiệu xa xỉ Armani Crive, nhưng không hề thua kém các dòng cao cấp là Giorgio và Emporio Armani. Armani Exchange được tung ra thị trường vào năm 1991 tại Mỹ, là dòng thời trang mang phong cách casual gần gũi nhất trong thương hiệu Giorgio Armani, được biết đến với những chiến dịch quảng cáo có phần hơi khiêu khích. Tập trung hướng tới đối tượng khách hàng còn trẻ, nên trang phục cũng mang phong cách dress wear là chủ yếu. Giá thành cũng ở mức trung bình, có thể rất rẻ với một vài sản phẩm. Giorgio Armani là một trong những thương hiệu chia sản phẩm của mình ra thành nhiều dòng nhất. Cũng chính vì thế mà người ta có thể tìm thấy khách hàng của Armani ở khắp nơi. Nhà thiết kế Giorgio Armani từng nói rằng, khi bạn gồng mình trong một bộ trang phục nào đó, thì chúng sẽ trở thành một bộ trang phục tệ nhất. Nếu bạn muốn cải thiện phong cách bản thân, thì hãy cân nhắc xem điều gì thích hợp với bạn. Và phong cách thời trang của ông cũng vậy, Armani luôn biết khách hàng của mình cần gì để từ đó làm cho họ trở nên hoàn hảo nhất. Dòng
Dù làm gì, Armani vẫn không rời xa triết lý vàng trong thiết kế đã giúp ông tạo dựng tên tuổi. Triết lý thời trang của Armani đơn giản nằm trong 3 nguyên tắc vàng: loại bỏ yếu tố thừa, đề cao nét tao nhã và nhấn mạnh vào tính tiện dụng. Với 3 nguyên tắc vàng này, những bộ suit đóng mác Armani luôn hoàn hảo đến từng mm. Tất cả các bộ suit nam của Armani đều được sử dụng chất liệu vải sang trọng, không sặc sỡ với thiết kế tối giản nhưng lại đạt độ tối đa trong sự tiện dụng và nghệ thuật cắt may đỉnh cao. Armani thường lấy ý tưởng thiết kế từ việc quan sát cuộc sống hàng ngày của mọi người trên đường phố. Ông tin rằng quần áo nên được làm ra để mặc chứ không phải để ngắm. Cho đến nay, phong cách này của Armani tiếp tục phát triển và theo quan sát các quan điểm mỹ học hiện đại, nó là sự cân bằng hòa hợp giữa hiện đại và truyền thống, giữa trang nhã và bụi bặm. Khởi đầu với thành công trong thiết kế trang phục nam, Armani đã đưa sự khỏe khoắn của trang phục nam để làm mới lạ thời trang cho nữ giới. Ông biết cách biến bộ vest trở nên quyến rũ với chất liệu vải mềm và cách may bó sát, vải dốc và cổ tay lỏng. Giorgio cũng là người đầu tiên sáng tạo nên nhiều kiểu cổ áo mới lạ cho nữ giới rất bắt mắt và quyến rũ. Trang phục của Armani, dù dành cho nam hay nữ, sang trọng hay đơn giản, đều đề cao sự thoải mái cho người mặc. Về màu sắc, Armani pha trộn nhiều màu để tạo ra những màu sắc trung tính. Ông hầu như không sử dụng trang sức phụ kiện cho những buổi trình diễn thời trang của mình. Ông cũng không dùng những siêu mẫu để thể hiện những trang phục mới mà thường mời những người đẹp ít được biết đến. Tuy vậy, nhưng những thiết kế của Armani vẫn được những người đẹp hàng đầu Hollywood ưa chuộng. Mỹ nhân The Evergirl Scarlett Johansson khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp nóng bỏng của mình trong bộ váy áo Giorgio Armani với chất liệu ren thanh lịch khi đến tham dự buổi ra mắt phim Captain America. Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2014, nữ diễn viên Kate Blanchett rất đẹp và thanh lịch khi lựa chọn chiếc đầm ren tinh tế của Armani. Cũng tại lễ trao giải này, tài tử Leonardo DiCaprio cũng lựa chọn vest của Armani. Dù đã bước sang tuổi 40, nhưng với vest Armani, nam tài tử vẫn lịch lãm và cuốn hút. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để biết rằng những thiết kế của Armani đẹp và tuyệt vời đến như thế nào.
Trải qua gần 40 năm phát triển và thăng hoa, Armani ngày càng khẳng định được sự đẳng cấp của thương hiệu qua những thiết kế tinh xảo đến từng đường chỉ, thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật cắt may. Giorgio Armani đã từng chia sẻ rằng, Armani không phải là thương hiệu thời trang mà là thương hiệu về phong cách sống. Nhà thiết kế tài ba người Ý này muốn gây dựng và phát triển thương hiệu sao cho thương hiệu được cảm nhận và sử dụng làm phong cách sống của mỗi người. Và cho tới nay, giới nghiên cứu thương hiệu chưa có được cách hiểu và định nghĩa thống nhất cho khái niệm thương hiệu về phong cách sống của Armani. Tuy nhiên, chính Armani đã lấy những sản phẩm của mình làm câu trả lời rõ ràng nhất. Đến đây thì chương trình Đế chế thời trang kỳ này cũng xin được khép lại. Kim Hạnh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau được phát sóng vào lúc 17:30 thứ 6 hàng tuần trên kênh VTC4 Year One Family.